Khi các bạn khởi tạo một đối tượng, chú ý đây. Thôi, không nói nữa nào. Như vậy cái đối tượng này của chúng ta nè, đôi khi thì chúng ta nhập, nhưng mà đôi khi dữ liệu nó ở một nơi khác, có sẵn rồi, không cần phải nhập nữa. Ví dụ mình đọc dữ liệu từ file lên, mình lấy dữ liệu từ data, cơ sở dữ liệu lên, SQL lên, thì mình đã có dữ liệu rồi, mình khởi tạo thông tin của sinh viên thôi, chứ không cần nhập nữa. Được không? Vậy ở chỗ này, trong cái class sinh viên của mình, các bạn sẽ giúp thầy. Thầy sẽ ví dụ 3 thông tin thôi nhé. Nhiều quá là tí nữa ví dụ nó hơi lâu, cho nên là thầy ví dụ các bạn 3 thông tin thôi. Tên, mã số và điểm thôi. Thì đối với lại cái sinh viên này, chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm khởi tạo. Và cái hàm này không có kiểu trả về. Ví dụ bạn insert code, contractor, tất cả thông tin sinh viên. Và chỗ này người ta dùng chữ là public, hoặc là chúng ta bỏ trống cũng được. Và chúng ta xây dựng cái hàm này là cái hàm để mà gán giá trị vào khi khởi tạo sinh viên. Gán giá trị vào khi khởi tạo sinh viên. Vậy nếu mà có cái hàm này rồi, thôi tập trung đi các bạn. Có cái hàm này rồi, có phương thức này rồi, thì bên này nó lại báo lỗi. Nếu như không có phương thức khởi tạo, chú ý nha, nếu không có phương thức khởi tạo thì bên này chấp nhận. Các bạn hay bị lỗi chỗ này lắm. Nhưng khi chúng ta có phương thức khởi tạo mà có tham số thì bên này lại lỗi. Vậy cái phương thức khởi tạo mà không tham số này nè, nó sẽ được Java tạo mặc định. Khi chúng ta có một cái class thì tự động nó có cái phương thức này rồi. Cho nên nó chấp nhận. Còn bây giờ mình tạo mới một cái phương thức khởi tạo mà có tham số thì bắt buộc các bạn phải tạo một cái phương thức khởi tạo mà không tham số. Public sinh viên, mở ngoặc và không làm gì hết. Phương thức khởi tạo này gọi là phương thức khởi tạo không tham số và không cần làm gì hết. Và như vậy bên này tự động hết lỗi. Và đối với lại sinh viên 2, lúc nãy là nhập xuất, bây giờ thầy có sinh viên 2 SV2, thầy bằng new sinh viên, nhưng thầy không có sử dụng khởi tạo không tham số mà thầy đưa vô đây họ tên, ví dụ Nguyễn Văn Hùng, mã số sinh viên PS18301, điểm ví dụ 9. Tại sao 9 nó sai? 9.0, bởi vì kiểu của chúng ta là double điểm sinh viên chấm phẩy. Như vậy chúng ta đã khởi tạo được sinh viên V2. Và tại đây đối với lại SV2 chúng ta không cần nhập, bởi vì thông tin có rồi. Các bạn gọi SV2 chấm xuất, SV2 chấm xuất. Và chúng ta sẽ đóng SV này lại. Đóng SV lại, chúng ta chạy. Tên sinh viên Nguyễn Văn Hùng, điểm 9, xếp loại, giỏi. Như vậy hàm này gọi là hàm khởi tạo. Hàm này gọi là hàm khởi tạo.
không tham số. Hàm này là hàm khởi tạo có tham số. Và cái hàm khởi tạo và cái hàm nhập có gì khác? Ví dụ như hàm nhập này mình cũng thêm public đi. Vậy hàm khởi tạo và hàm nhập có gì khác? Hàm nhập thì nó sao? Có trả về. Trả về kiểu gì? Kiểu void. Kiểu void. Còn hàm khởi tạo không có trả về. Public xong đến sinh viên luôn. Public đến sinh viên luôn. Không có void, không có gì hết. Được chưa? Đó là hàm khởi tạo. Và thường thì cái tên sinh viên, mã sinh viên, điểm sinh viên này ở bên ngoài, nếu như bạn có SV2 chấm thì nguyên tắc là chúng ta không thấy mấy cái này. Không thấy điểm sinh viên. Nguyên tắc là không thấy. Được chưa? Đó. Vậy thì thường đối với lại class người ta sẽ cho private. Tên private. Mã số sinh viên private. Đây mình thử lại nhé. Tên không thấy. Mã số sinh viên không thấy. Nhưng mà điểm thì thấy. Bởi vì điểm mình chưa đặt cho nó là private. Cho nên vẫn thấy bình thường. Vậy thì ở bên này người ta sẽ đặt cho điểm là private luôn. Tức là chỉ có trong lớp này mới thấy thôi. Vậy nó phát sinh thêm một cái nữa. Là giả sử bây giờ thầy không muốn nhập. Thầy không muốn xuất. Mà thầy muốn set lại điểm thôi. Lúc nãy bạn này điểm là 7. Bây giờ thầy sửa lại điểm thành 8. Chỉ có mỗi điểm thôi. Còn tên tuổi là giữ nguyên. Không thay đổi gì hết. Chỉ thay đổi mỗi điểm thôi. Thì lúc này ở bên class sinh viên, các bạn sẽ thêm những phương thức, thêm những phương thức get và set. Bạn có thể sử dụng chèn code tự động để các bạn nhìn code trước, rồi sau đó mình sẽ phân tích. Get và set, getter và setter. Get ha. Và cho tất cả các thông tin của sinh viên chúng ta cần quản lý. General nó ra. Ví dụ đối với lại lớp này, get tên sinh viên, tức là chúng ta đã có tên sinh viên rồi, chúng ta lấy ra cái tên thôi. Set tên sinh viên, tức là chúng ta đưa cái tên từ bên ngoài vào. Get mã số, set mã số, get điểm, set điểm. Khi chúng ta đã có các phương thức này rồi thì ở bên này, ví dụ sinh viên 2 thì ghi là set điểm. Điểm của lúc nãy là 9 điểm đúng không? Bây giờ mình set lại thành 7.5. Set điểm 7.5. SV2.xuất. SV2.xuất. Thì sinh viên này tên vẫn là tên cũ. Điểm lúc đầu là 9, xếp lại 7.5. Xếp loại khá. Được không nào? Như vậy mình muốn thao tác với từng thuộc tính thì các bạn thêm các phương thức get, set. Nếu như mình muốn lấy một cái tên ra thôi. Ví dụ như mình muốn lấy một cái tên thôi. Thì chỗ này các bạn có thể cộng sv2.get tên sinh viên. Lấy mỗi cái tên thôi. Đây tên sinh viên Nguyễn Văn Hùng. Các bạn về xem lại giúp thầy. Thứ nhất là hàm khởi tạo. Mình sử dụng hàm khởi tạo để gán một sinh viên ngay từ đầu, không cần nhập.
Mình sử dụng các hàm get, set để thao tác với các thuộc tính. Bởi vì các thuộc tính mình đã biến nó thành private, là ở bên ngoài không nhìn thấy được các thuộc tính nữa. Được chưa? Về xem lại cái đoạn này giúp thầy để hôm sau chúng ta phát triển hơn.